Rồi, hello anh em ha. 8 giờ 30 sáng nay ngày 25 tháng 4 năm 2023 thì em sẽ lên chính thức cái lô này. Sẽ lên lô máy cá cỏ chính thức. Thì cái lô chính thức thì mình sẽ ngồi mình soi mói chi tiết nó kỹ hơn. Phân tích cái máy này nó đẹp chỗ nào, công suất nó nhiêu, cân nặng nó như thế nào, rồi châm xăng vô tới nổ cho anh em nghe tiếng máy. Rồi anh em ưng con nào thì alo chốt. Còn cái video clip này đó là video clip trái lơ, tức là quay nhá hàng cho anh em xem thôi. Anh em có mua hàng bên em rồi á, nhìn mấy cái con máy này, hoặc là những anh em mà đã xài máy cá cỏ rồi đó, mình nhìn vô cái là mình biết cái máy nó đời gì, công suất nó nhiêu, thì mình chỉ việc là mình alo mình lụm thôi. Tại vì những cái máy này nó rất là đẹp. Trong cái lô này, ưu điểm của cái lô này đó là cực kỳ đẹp như máy mới nha anh em. Anh em phải lưu ý giùm em vấn đề này. Cái vấn đề thứ hai á, là đang suy thoái kinh tế, giá nông sản, giá xoài gì tối ngày đọc nó giảm giá, nó rớt còn rẻ hơn ly trà đá nữa. Do đó là em đang cố gắng đạp xuống cho anh em cái giá thấp nhất có thể đó. Giá em mua vô thì ngày càng lên, nhưng mà em bán thì càng ngày em đạp xuống, để cho anh em gắn cho anh em có được một cái máy để anh em xài. Do đó cái mức lợi nhuận mà em bán cái lô này á, nó rất là mềm, cực kỳ mềm luôn đó, là chừng khoảng 100-200 ngàn thôi, mà còn phải bao ship cho anh em nữa thì giá thì rất là ngon. Cái ưu điểm của em so với những cái kênh khác á, là em bán máy này là cam kết cho anh em là một đời chủ từ đầu, tức là những cái máy mà nhập hẳn từ Nhật về em bán cho anh em, chứ không có bán những cái máy mà hư cũ đổi mới mua lại của những anh em mà đã xài ở Việt Nam rồi, hoặc là sang tay quá nhiều rồi, người rồi xài qua xài lại, bán qua tới bán lui, rồi xào tới xào lui tùm lum hết, thì những cái máy nó sẽ không ngon. Đó là cái ưu điểm đặc trưng của tiệm bên em. Cái hai nữa là hàng bên em bán là hàng tuyển không à, máy mà xấu xấu, máy mà hương binh liệt sĩ đồ này kia em không bán. Mấy máy hương binh liệt sĩ là em làm phụ tùng hết, để dành cấp cứu cho mấy thằng này. Ví dụ trong quá trình xài mấy thằng này mà bị cần phụ tùng đồ này kia đó, thì là gom vô để hai thế phụ tùng thì bên em làm, chứ còn mà bán máy xấu là không bán đâu. Rồi đây là số hotline bên em 0967100003. Thì trong video clip trái lơ này, anh em nào mà xem qua ưng thì alo chốt. Còn nếu mà anh em nào mà muốn mua trong cái clip này luôn, để mình hốt những cái con máy hàng ngon hàng đẹp đó, mà chưa biết về cái công số thông số, hoặc là muốn tìm hiểu gì thêm đó, thì cũng có thể nhắn qua Zalo cho em, hoặc là gọi trực tiếp. Lưu ý giùm em nha, gọi trực tiếp hoặc là nhắn tin qua Zalo. Chứ có nhiều ông cứ kết bạn Zalo xong bấm gọi, mà gọi video không anh em. Đâu phải lúc nào mà mình cũng rảnh mình gọi video đâu. Nhiều khi đang ngồi trong toilet cũng gọi video đó, không nghe, cái đầu gọi chửi nó bán lừa đảo rồi này kia, không nghe. Cái video nó rất là nhạy cảm nha anh em. Đó, không phải lúc nào mà mình cứ nghe video được đâu. Còn nhiều khi anh em gọi mà gọi Zalo á, rồi nhiều khi có cuộc gọi trực tiếp lại á, thì nghe cũng không được luôn. Nên là anh em lưu ý cái Zalo để mình nhắn tin trao đổi với nhau thôi. Còn gọi thì anh em gọi trực tiếp giùm em ha. Rồi, trong cái lô này là cái lô tiếp tục là lô AB nha anh em. Con rẻ nhất là 1.3 nè. Con này là Mitsubishi Kawasaki TG20. 1.3 nha, rẻ nhất trong lô. Kiếm cái con máy rẻ nhất thì con này. Rồi, Honda GS22 lắp rời, con này thì 3.1 nha. Con này thì 4 thì. Đó, con này là 4 thì, trong lô này thì 4 thì chỉ có mình lên lên này thôi. Nên là anh chảnh lắm, giá anh 3.1. Nó cho giá anh mềm đó anh em, tại vì lắp nó lắp rời. Giá bình thường của mấy máy mà lắp liền thì cũng tầm 3 triệu rồi. Con này thì anh em về có thể gắn bình xịt chế cháo rồi này kia, khá là ok ha. Rồi, AB27 con này thì 1.5 triệu Robin. Con này ngon ở chỗ á, là cái tum của nó là tum nhôm luôn, nên là anh em á về xài đó, chạy rất là bền, nó tản nhiệt rất là ok ha. Rồi con này là Singu, con này 1.9 triệu. Con này có thể nói là đẹp nhất trong cái lô này nha anh em, đẹp nhất, nằm trong top những cái con máy đẹp nhất. Nếu mà em đánh giá theo cảm quan của em á, thì nó mới khoảng tầm 99% á, bà mẹ nó đẹp cực kỳ luôn anh em ơi. Đây, con này thì nằm 30 ly nha, 26cc á, chụp giật là trợ lực luôn. Giá 1.9 triệu, mã nó là AB28. Kế bên đây là một con Maru nữa, cũng là chụp giật trợ lực luôn. Con này thì màu xanh nhớt nha, còn rất là đẹp. Con này với con này là hai thằng cặp đôi đẹp nhất trong lô luôn. AB29 1.7 triệu. Con này thì giá mềm nè, ga bóp Maru ha. Còn con này thì 26cc, con đó 23cc đó, hai con đẹp đó. Rồi con này thì làm 1.5 triệu, con này AB26. Con này thì không đẹp bằng mấy thằng này, nhưng mà nó lại ngon. Cái tum của nó là tum nhôm nha, nguyên cái phần màu cam này là nhôm nè. Con này mà anh em nào mà mua cắt cỏ cho bò ăn á, là chạy con này cực kỳ đã. Tại vì cái bánh đà của nó có cái độ dục rất là tốt. Thì khi mà chạy mà điều máy rồi đó, nó chạy rất là tiết kiệm xăng. Thằng này là chuyên tiết kiệm xăng nha, Tanaka. Rồi con này là AB33, con này 2.5 triệu nha. Con này thì Makita 26cc, nằm 34 ly. Nếu mà nãy em nói con là 99%, cái con này cỡ 99.9% của anh em, dòng vàng 4 số 9 luôn á. Con này là cực kỳ mới nha. Đây đó, bởi vì em mới nói với anh em là trong cái lô này là máy mà hàng tuyển mới can xà beng không à. 26cc, nồng 34 ly. Cái da này là da xịn luôn nè. Đó, da này là da xịn luôn nè. Giá 2.5 triệu, tức là cái con này thì nó tương đương với cái thằng đây là 26 đó mấy ông ơi ha.
Rồi ba cái thằng này, hai thằng này là Maru. Hai thằng này Maru lắp rời nha. Hai thằng này Maru lắp rời. Con bên đây hình như là 26cc nè, con bên đây là 24cc lắp rời, con này 1.9 triệu, con này 2 triệu. Anh em mà muốn máy lớn thì lấy con bên đây, mà muốn xài gia đình thì lấy thằng con xanh nha. Xài gia đình đừng có ham lấy 26. Nó chạy nó hao xăng hơn hàng nhỏ chứ không làm gì mà xài không hết công suất. Rồi còn anh em mà hít Mitsu thì lấy thằng bên đây, đây Mitsubishi TM24, con này 1.8 triệu nha, lắp rời luôn. Rồi ba thằng này đó là Mitsubishi TNL23 và TL20. Ba thằng này chạy là phải nói là cực kỳ tiết kiệm xăng. Thằng này là 24 nha. Như vậy là trong cái lô này là có 4 con Mitsubishi. Đó. Thì cái dòng Mitsubishi á thì nó nhẹ, chạy nó bốc và nó cực kỳ tiết kiệm xăng. Nếu mà tiết kiệm xăng thì ba thằng này không có đối thủ nha anh em. Không thằng nào mà tiết kiệm xăng bằng Mitsubishi và TL20 đâu. Hai thằng này giá nó là nhiêu? 2 triệu. Hai này giá 2 triệu, thằng này mắc hơn 50.000 ở chỗ là lát nó lắp rồi. Đó là Mitsubishi. À năm con bên đây là thằng khủng nha. Con bên đây thì là tên là 33. Con này là Mitsubishi. Tên là 33, con này thì giá 3.8 triệu nha mấy ông. Con này là tên là 33, nòng nó là 37 ly, 36 37 ly lắp rồi, tum lớn. Con này giá 3.8 triệu nha. Lắp có giặt mấy kim da băng đàng hoàng. Đó. Đây, tên là 33, hàng xịn nha. Như vậy là trong cái lô này của mình nó có hết thảy á là 5 con Mitsubishi nha. TM24 nè, TL20 nè. TL20 nè, TL23 nè, TL33. Đó. Rồi, còn cái con Rubin này đó thì là 32cc, nòng cũng 37 ly luôn. Tức là nó giống như cái hàng TL33 đó nhưng mà giá nó mềm hơn. Tức là máy nó xấu hơn, nó hẳn ra là vậy, cái thương hiệu thì nó không bằng Mitsubishi. Nhưng mà cái công suất thì nó tương đương với hàng Mitsubishi TL33. Tức là 33cc, nòng 36 ly. Con này chỉ có 2.7 triệu thôi. Nếu mà anh em kiếm một cái máy hàng bãi mà công suất lớn thì cái con này là vô địch về rẻ, giá rẻ nha anh em. Anh em xài con này thì quá ngon luôn. 32cc Rubin, con này hay còn gọi là Rubin hợp đó. Cái tum của nó là tum nhôm luôn nè. Cái hàng này với hàng này là anh em nè. Hàng này là anh em nè, hàng này anh em nè. Đó, một hàng 1.5 triệu, một hàng 2.7 triệu, thằng đó là máy khủng luôn. Mấy con này là bao cho mấy ông cắt dây cước hoặc là đi trên trên rẫy đồ này kia, cắt mấy cái cỏ lớn đó, lụm con này ha. Rồi ba em máy ba lô ha. Anh em theo yêu cầu anh em mua máy ba lô quá nhiều nên là em quay cho anh em luôn, mua cho anh em luôn. Đó, máy ba lô thì anh em đeo quải ra sau lưng, anh em chỉ việc cầm cái cần anh em cắt thôi thì nó rất là nhàn. Thì máy ba lô này á phù hợp cho anh em mà cắt cỏ nhiều, cắt lâu, anh em cắt trong thời gian lâu thì anh em nên xài máy ba lô để anh em gọi quải cái phần mà nặng nhất của cái máy ở sau lưng mình. Còn cái phần việc còn lại mình chỉ cầm cái cần giống như cầm cái cây mình quơ lại thôi, do đó là anh em cắt từ sáng tới chiều thoải mái luôn. Đó, con rẻ nhất là cái con này AB39 2.2 triệu. Con này thì Shinawa nha, lòng 34 ly, khoảng 26cc á. Con này thì cũng vậy luôn, con này cũng 26cc, nòng 34 ly, nhưng mà đời mới, máy cực kỳ đẹp nha, 2.6 triệu. Đây anh em nhìn máy nè, rất là mới nha. Đó, ngày mai em sẽ test nổ mấy con này lên cho anh em xem và quay sôi cho anh em kỹ chi tiết hơn. Còn giờ quay sơ sơ thôi, anh em thấy cái bình nè, cái bình xăng của nó mới như thế này nha. Rồi còn có con này là TZ27 nha. Con này 2.750 triệu, phải nói là rẻ cực kỳ luôn á. Đó, máy Kawasaki mà TZ27 cái hàng mà Mitsubishi mà tên là 26 không chạy là thằng này nha anh em. Thằng này nó tới 27cc, nồng nó tới khoảng 35 ly lần. Chụp giật thì là trả lực luôn. Con này chỉ có 2.750 triệu thôi. Như vậy anh em muốn mà xài máy ba lô công suất lớn, nồng khoảng 35 ly thì anh em lấy con này. 2.750 triệu nha. Đây, máy đây nè. Rất đẹp. Đây là máy ba lô nha anh em. Đó. Máy ba lô anh em thấy nó dây nhỏ, nó lằn quằn, tại vì nó là cái cần lắp mềm á để cho anh em xoay chở á. Nhưng mà khi mà mình đeo lên mình cắt á thì nó lại nhàn hơn mấy thằng này. Mấy thằng này mình đeo lên, mình đeo quải lên vai, mình phải chịu cái lực nặng của cái thằng động cơ, dù là nặng nhiều hay nặng ít nhưng mà mình vẫn phải chịu. Còn cái thằng động cơ này á, mình chỉ việc là mang ra sau lưng, mấy cái khối lượng nặng là đem ra sau lưng mà nó phân phát đều cho hai vai luôn, nên là mình cắt trong thời gian dài rất là ok. Giống như là mình quải cái ba lô mình đi leo núi gì đó nè, mình quải cái ba lô mà quải một bên á thì trong thời gian dài không thể nào mà chịu nổi. Nhưng mà mình quải cái ba lô mà chia ra làm hai bên nó chịu lực thì mà mình đi thoải mái luôn, đi cả ngày luôn, mình cắt cả ngày rất là ok. Rồi thì cái clip trái lời em quay sơ sơ vậy thôi, cũng là gần 10 phút rồi. Ba con cưa này thì đang chuẩn bị đóng cho anh em nè. Anh em nào có mua cưa thì bên em coi cái lô ngày 21 tháng 4 ha, hoặc là nhắn qua Zalo giùm em, qua số Zalo này em sẽ tư vấn cho anh em. Nhớ giùm em nghe mấy không, Zalo là để nhắn tin, số điện thoại là để gọi, đừng có kết bạn Zalo xong rồi gọi video kêu bật lên hoài ha. Tối đang không mặc đồ mặc quần gì trơn, cứ gọi video hoài sao được. Rồi ok ha, cảm ơn. Nếu thấy hay cho em xin một lượt like, bấm đăng ký kênh, còn bật chuông để nhận tất cả thông báo khi lên video mới. Cảm ơn anh em rất là nhiều.